Chào cả nhà mình nha. Đây là một con Mitsubishi full chức năng, đời rất là cao nha anh em. Cả nhà mình dàn rất đẹp luôn. Con này là bao zin bao trắng cho anh em mình nè, không đánh bóng, không sơn phớt gì hết nha. Bao zin luôn. Thì bây giờ em sẽ quay cho rõ để em treo lên vàng, quay nó không có rõ nha. Này AH5619 nha, sản xuất 2020 nha anh em. Đây, vàng rất là đẹp luôn. Đuôi nó đây. AH5619 nha. Ok nha. Đầu đuôi rất là đẹp. Thì bây giờ em sẽ bắt lên em quay nha. Một con hoàn hảo, đẹp từ trong ra ngoài, đời rất là cao luôn. Đấy. Rồi chuẩn bị em treo lên cho nó chạy nha anh em mình nha. Này đã cho chạy rồi nha anh em. Rồi. Máy đang hoạt động. Máy rất là êm nha. Trên đầu điện Nhật là rất là êm nha anh em. Đang hoạt động đây. Rất là đẹp luôn. Đẹp từ trên xuống dưới luôn anh em ơi. Còn máy nó hàng cân đét luôn nha. Đây. Con này là 2,5 người nha anh em. Con này mình lắp cho phòng khoảng dưới 30 m², 25 m² là bao lạnh cho anh em mình luôn. Rồi 30 m² mà phòng mát mình lắp cũng vẫn được nha anh em. Nhưng mà nhiều anh em nói là đó tùy. Còn mình báo là cái công suất của nó hoạt động tầm khoảng 75 m³ là bao lạnh anh em mình luôn. Đấy. Auto clear full chức năng. Bên em có nhận ship của toàn quốc nha anh em. Và lắp đặt tại khu vực Bình Dương, Đồng Nai và Sài Gòn. Nhưng có cọc nha. Anh em nên nhớ là có cọc nha. Đấy. Con này là 2,5 ngựa. Mình lắp cho phòng lớn nha. Phòng khách là ok. Phòng ngủ anh nào phòng ngủ to ráp con này ok. Mình ráp dư một tí nha anh em. Trời mỗi ngày mỗi nóng. Có nhiều anh em mình ráp máy nhỏ. Vừa đủ công suất cái tháng này mà ban ngày trời nóng. Những cái phòng mà nóng quá thì nó không đủ độ lạnh, cho nên mình ráp dư dư một tí để cho nó lạnh thoải mái và nó tiết kiệm điện hơn. Cho mình ráp mà thiếu là nó hoạt động liên tục cho nó cũng sẽ hao điện thôi. Mình đừng có suy nghĩ là ráp đủ ráp thiếu vẫn lạnh, nhưng mà cái máy nó hoạt động liên tục. Đấy. Máy này là đây, mát lạnh rồi, ga bọng ok. Bên em mình về là bên em là test máy là ga đồ đầy đủ về cho các anh ráp từ 5 m dây trở lại là ok. Những cái anh nào có đường dây dài thì nếu thợ lắp thì đo 100 ga nha, là có thiếu 100 ga nha. Còn bên em test thì chỉ bao 5 m dây trở lại thôi nha. Nhiều lúc cái lốc nó nhốt ga nó tầm đó, anh em mình về lắp đường dây dài thì phải nói thợ là kiểm tra ga nha, cho đủ độ lạnh sâu nha anh em mình. Đấy, anh em mình nhớ thợ ráp thì anh em mình kêu thợ nó hút chân không giùm cho nó sạch. Đây, máy hút chân không này ha. Hút rồi thả cho chạy. Hút chân không có nghĩa là nó sạch không khí. Nít gió thì anh em mình xài cái độ lạnh nó sâu. Nó lợi điện hơn nha anh em mình. Lạnh sâu hơn. Thì bên em có nhận ship cứu toàn quốc. Còn những ai mà gần cửa hàng thì cửa hàng của em thì nằm tại đường Thang Nhân Trung, phường Trảng Dài, thành phố Ngoài, tỉnh Đồng Nai. Anh em nào gần thì vô tận nhà xem luôn rồi chốt nha. Trở về thì em tính giá khác, mà thợ em ráp thì em báo giá khác nha. Còn ship tỉnh này giá khác. Bởi vì ship đi là tốn tiền ship thôi, không tốn tiền lắp đặt dây ống. Còn bên em ship đi chỉ có máy và remote nha. Những cái máy 100V thì kèm theo biến. Những con này là 200V là không kèm nha anh em mình nha. Cái dòng này là nó 200V, mình bắt trực tiếp điện lưới mình luôn. Những anh em nào mà điện mình ổn định á thì mình xài luôn. Còn mà những anh em nào mà có gần nơi là có nhiều người đó lắp gần đường quá điện nó mạnh thì anh em mình xài cái ổn áp nha. Nó là điện 200V, nó chạy cho 220, 230 nó vẫn chạy được nha anh em mình nha. Cho nên là bên em thì em gắn trực tiếp điện lưới em chạy bình thường. Đấy, con máy này là em bán 16 triệu nha anh em. Con máy này là em bán 16 triệu cho một con máy 2,5 ngựa. Vip bao zin bao đẹp anh em mình luôn nè. Trắng tinh luôn.
chào tạm biệt anh em nha.